Xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong phần bài tập cuối chương 9 sách giáo khoa môn toán lớp 6 tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết cho các em. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 98 nào. Như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài tập số 1 này, 9.33 này. Nam muốn tìm kiếm thông tin, nhớ là bạn muốn tìm kiếm thông tin, để trả lời các câu hỏi dưới đây. Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi. Đó. Như vậy bạn Nam bạn muốn tìm nè. Câu A này, 9.33 nha. Bạn muốn tìm là ở câu A này, 5 quốc gia nào có diện tích lớn nhất? À, như vậy thì muốn tìm kiếm cái thông tin này nè, 5 quốc gia nào mà có diện tích lớn nhất thì chúng ta sẽ giúp bạn Nam bằng cách tìm kiếm ở đâu? Bạn sẽ cần tìm kiếm này, tìm kiếm thông tin ở đâu đây các em? Hai nguồn đúng không? Hay mấy nguồn? Rất là nhiều nguồn đúng không? Thứ nhất nè, có thể là ở đâu? Sách giáo khoa đúng không? Sách giáo khoa môn gì? Môn địa lý đúng không? Phân môn đó, địa lý đúng không nào? Đó, đúng không? Chính xác không? Hoặc là gì? Cái cuốn Atlas địa lý. Đó, được chưa? Cách thứ hai bạn có thể tìm đó là gì? Cái gì không biết thì tra Google đúng không? Tìm ở đâu? Tìm trên mạng, được chưa? Đấy, trên mạng nhá, hay người ta còn gọi đây là internet này, được chưa? Đó, đây là cách thứ hai đúng không nào? Rồi cách nữa dễ nhất đúng không? Hỏi ai? Hỏi có thể là gì? Giáo viên dạy gì? Môn gì? Môn địa hoặc là gì? Môn nào đó, môn lịch sử cũng được đúng không nào? Đấy, vậy thì đây là bạn Nam nên tìm kiếm thông tin ở đây đúng không? Rồi câu B nè, có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay? À, như vậy thì để tìm kiếm cái thông tin này, có bao nhiêu bạn trong lớp mình có đồng hồ đeo tay thì bạn Nam sẽ tìm kiếm bằng cách nào? Tìm kiếm bằng cách nào đây? Tìm kiếm bằng những cái cách sau nè. Dễ không các em? Trong lớp của mình thì chúng ta phải làm sao? Quan sát các bạn ở đâu? Các bạn trong lớp mình và gì? Và thống kê lại đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, chứ cái này chúng ta mà đi làm phiếu hỏi thì thay vì chúng ta phát cái phiếu hỏi, chúng ta quan sát được ngay đúng không? Đấy, đúng chưa nào? Rồi câu C nhá, trong tuần trước nha các em, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất? À, như vậy nè, để mà biết được cái tổ nào ở trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất, mình sẽ tìm ở đâu? Tìm kiếm thông tin ở đâu? À, chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin ở đâu nhỉ? Tìm kiếm thông tin qua cái gì đây? Qua cờ đỏ đúng không? Của gì? Của trường đúng không? Sổ trực đó các em, hay gọi là gì? Sổ trực đi trễ hoặc đi muộn đúng không? Đó, cách thứ hai là sẽ tìm kiếm thông tin qua đâu? À đúng rồi, chúng ta có thể tìm ở trong sổ ghi đầu bài
đúng không? Đó, sổ ghi đầu bài. Sổ ghi đầu bài này thì sẽ ghi chi tiết, tiết nào bạn nào vắng, bạn nào đi muộn, đi trễ, đúng không? Hoặc một cái nữa, đó là gì? Sổ gì? Sổ thi đua của ai? À, sổ thi đua của các tổ, đúng không? Đấy, như vậy thì đây sẽ là gì? Một trong những cái nguồn nhá, để chúng ta tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta có thể tìm ở sổ của bạn lớp trưởng, hoặc là bạn gì? Bạn lớp phó phụ trách nề nếp của lớp, đúng không? Đó. Rồi, mình sẽ sang bài tiếp theo. 9.34 nè. 9.34 nè. Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Đấy, chắc chắn là bạn nam thì thường thích bóng đá hơn, đúng không? Em hãy giúp Việt nè, cậu A nè, lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu. À, như vậy thì lập phiếu hỏi thì chúng ta có thể là gì? Có cái phiếu, đúng không? À, lập phiếu hỏi nè. Phiếu hỏi như sau nhé. Phiếu hỏi nè. Chúng ta có thể giúp cho bạn Việt lập cái phiếu hỏi. Phiếu hỏi của chúng ta có thể là gì? Bạn. Và chúng ta có thể làm những cái phiếu, đúng không? Phiếu hỏi. Phiếu hỏi, đúng không nào? Đó, các em có thể trình bày màu mè hoa lá gì cũng được. Nhưng mà nhớ này, trong phiếu hỏi có sẽ có ghi này. Bạn. Bạn gì đây? Yêu thích. Bạn yêu thích đội bóng nào nhất? Đúng không? Đội bóng nào nhất? Đấy, chúng ta không thể liệt kê hết tất cả các đội bóng ra được. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dành cho các bạn một cái chấm 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 như này nè. Đấy, thì bạn sẽ điền vào đây. Đúng không? Đó, và ở đây sẽ có câu là gì? Trả lời. Đấy, các bạn sẽ trả lời, các bạn điền vào đây cho mình. Đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Giúp bạn nhé. Câu A được chưa? Rồi, thu thập trong phạm vi lớp em và ghi kết quả dưới dạng bảng. Đó, vậy thì mình sẽ lập là gì? Cái bảng này. Bảng thu thập số bạn nam, đúng không? Số bạn nam yêu thích các đội bóng. Đúng chưa? Đó, như vậy đây sẽ là chúng ta sẽ lập cho các bạn cái bảng nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ phải ghi ở đây nè. Đội bóng nè. Đội bóng. Đúng không? Và đây là gì? Số. Số bạn yêu thích. Đúng không? Đấy, như vậy chúng ta sẽ giúp cho bạn bạn Việt câu B như thế này. Đấy, đội bóng như ví dụ như là chúng ta lại thích đội bóng của Việt Nam hoặc đội bóng của thế giới chẳng hạn. Đúng không? Có bạn lại thích đội bóng Manchester United. Có bạn lại thích đội bóng là gì? Của Messi. Messi bây giờ lại chuyển về đâu? Về đâu nhỉ? Paris Saint-Germain, đúng không? Trước thì Messi đá cho câu lạc bộ nào? Barcelona, đúng không? Đấy, nhưng mà có bạn lại thích đội bóng ở trong nước mà các cầu thủ mình yêu thích như là Quang Hải hay là Đoàn Văn Hậu hay là gì Công Phượng đá thì sao? Đấy, chúng ta liệt kê ra, đúng không? Và chúng ta sẽ có được cái bảng này, được chưa? Rồi, mình sẽ sang bài tiếp theo nhé. 9.35. Một túi đựng hai quả bóng màu xanh, hai xanh nè, bốn đỏ nè, bốn vàng và một đỏ. Hai xanh, bốn vàng, một đỏ, cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi. Vậy thì người ta hỏi nè, quả bóng mà Nam lấy ra, 9.35.
Câu A này, quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì? À, như vậy thì chắc chắn là gì, Nam mà lấy quả bóng này ra thì sẽ có những cái màu gì các em? Xảy ra những màu gì đây? À, vậy thì chúng ta thấy ở đây chỉ có ba màu thôi. Vậy thì quả bóng Nam lấy ra, đây là trường hợp mà có thể đúng không? Có thể có màu gì? Có màu chỉ xảy ra trong 3 trường hợp, có thể sẽ là màu xanh đúng không? Có thể sẽ là màu vàng. Có thể lại là màu đỏ đúng không? Chỉ trong 3 trường hợp này, chứ không thể có quả bóng màu tím, quả bóng màu nâu gì được ở đây đúng không? Được chưa? Rồi. Bây giờ đến câu B nhé. Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần. Nhớ nè, chúng ta sẽ lấy 20 lần. Sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì, rồi chúng ta lại bỏ lại túi. Hoàn thiện bảng thống kê sau. Tức là bây giờ các em sẽ tự thực hành. Đấy, giờ giả định nè. Giả định thầy sẽ 20 lần đúng không? Nhớ nè, tổng nè, xanh nè cộng với vàng cộng với đỏ này là chúng ta sẽ lấy được là gì? Xanh cộng đỏ cộng vàng đây phải bao nhiêu? 20 thôi nhá. Chúng ta ở đây chỉ được con số là bao nhiêu? 20. Giả sử thầy lấy được xanh là 4 lần đi, vàng là 10 lần đi. Đó, như vậy 4 với 10 là 10, 14 rồi. Vậy thì đỏ đây này sẽ là 6 lần. Đây giả định nhá. Giả định thầy sẽ có cái con số nó như thế này. Đó, các em có thể có những con số khác và chúng ta sẽ được thực hiện ở trên lớp. Được chưa? Đây thầy giả sử thôi. Vậy thì đây câu B nhé. Câu C này, vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ phải vẽ cái biểu đồ. Vẽ biểu đồ cột nó biểu diễn được gì? Biểu diễn được cái cột thống gì? Thống kê trên, đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ vẽ biểu đồ như thế nào đây các em? À, chúng ta sẽ vẽ là các em nhìn ở đây nè. 4 nè, 10 nè, 6 nè. Vậy thì đây các em sẽ lấy cho 10 là bao nhiêu? Cho đây 12, 10, được chưa? 8 nè, 6 nè, 4 nè, 2 nè, 0 nè. Đấy, như vậy chúng ta sẽ vẽ cái cột ở đây cho thầy. Đó là cột gì? Cột này sẽ là gì các em? Cột này sẽ là số lần làm gì các em? Lấy số lần lấy được đúng không? Đó, và cột ở dưới đây chúng ta sẽ có mấy? 3 màu thôi. Vậy thì sẽ tượng trưng cho 3 cái cột này. Bóng nè, 1 nè, 2, 3. Đấy, như vậy thầy kẻ dài dài ra. Đây, như vậy đây sẽ là 1 cột nè, 2 cột nè, 3 cột nè, được chưa? Đây mình sẽ lấy là cho là gì? Màu bóng, màu của quả bóng nhá. Được chưa? Rồi, ở đây mình sẽ là màu của bóng xanh nè. Đây sẽ là bóng màu đỏ nè. Và đây sẽ là bóng màu gì? Màu vàng. Được chưa? Đây sẽ là bóng của màu vàng. Được chưa các em? Đấy, vậy thì ở đây mình sẽ có là 0 nè, 2, 4, 6, 8, 10. Được chưa? Vậy thì số bóng xanh này lấy được mấy quả? 4 nè các em. Chúng ta sẽ vẽ đến số gì? Số 4 cho thầy. Đây. Đó, chúng ta vẽ đơn giản vậy thôi. Đúng chưa nào? Đó, như vậy đây sẽ là gì? Số 4. Rồi, bóng vàng chúng ta lấy được 10. Đấy, số lượng là 10 nè. Thì các em sẽ vẽ lên cái cột là gì? Với hàng ngang nó là mấy? 10. À, đây sẽ là 10 nhá. 10. Và bóng đỏ 6 nè. Đây, bóng đỏ sẽ là 6 nè. Bóng đỏ ở đây là 6 nhé. Đó, như vậy đây sẽ là gì? 6 quả.
Đó, và các em có thể biểu tô màu hoặc là các em trang trí cho nó làm sao trông nó đẹp, tùy các em, đúng không? Đó, vậy thì ở đây mình sẽ ghi là gì? Tên cái biểu đồ các em ghi trên này cũng được, mà ghi dưới này cũng được nè. Đó là số lần gì? Số lần lấy, đúng không? Được các gì? Các màu bóng. Đó, các em sẽ ghi tên đây nè. Hoặc ở trên này cũng được nhé. Số lần chúng ta lấy được nè các cái màu bóng nhé. Được chưa? Xong chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong. Tiếp theo câu D, yêu cầu gì? Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện quả bóng lấy ra có màu. Đấy, một là màu xanh, hai là chúng ta sẽ tính cho màu vàng, và ba là chúng ta sẽ tính cho màu gì? Màu đỏ. Vậy thì mình dựa vào công thức xác suất thực nghiệm thì sẽ bằng K trên gì? K trên N, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời nè. Xác suất, đúng không? Xác suất thực nghiệm. Xác suất thực nghiệm của sự kiện. Của gì? Cái sự kiện nè. Quả bóng lấy ra. Quả bóng lấy ra nè. Có màu nè. Đó, các em hai chấm cho thầy nhá. Thứ nhất nè, màu xanh nè, sẽ là K. K ở đây chính là gì? Số lần nè, là mấy? 4 trên tổng số ở đây bao nhiêu? 20 lần. Vậy thì 4 trên 2, 20. Đúng không? 4 trên 20 các em có thể chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 4 được, đúng không? Vậy thì đây nó sẽ còn bao nhiêu? 1/5, đúng không? Như vậy thì 1/5 chúng ta sẽ giảm được là nó bằng bao nhiêu? 0,2. 0,2 các em nhân với 100 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 2%. 2% chứ, đúng không? 20% chứ, nhân 100. Vậy đây sẽ là bao nhiêu? 20% nhé. Đây, nhân 100 các em. Tương tự như vậy, trường hợp thứ hai, đối với bóng màu gì? Màu vàng. Đấy, bóng màu vàng này. Màu vàng này sẽ là, màu vàng ở đây giả định chúng mình bốc được bao nhiêu? Lấy được 10, đúng không? 10/20. Như vậy thì 10/20 thì quá dễ rồi, đúng không? Thì sẽ bằng 1/2. 1/2 thì sẽ bằng cái gì? 0,5. 0,5 các em nhân 100 thì tính ra phần trăm sẽ là 50 phần gì? Phần trăm. Sự kiện thứ ba, đó là bóng màu gì? Màu đỏ. Sẽ là, vậy thì bóng màu đỏ mình dự kiến là mấy? 6. 6/2, 20. Như vậy thì 6 chia cho 20 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 600 chia cho 2 sẽ được 0,3. 0,3 kem nhân 100 thì sẽ bằng bao nhiêu? 30%. Đấy, như vậy đây chính là gì? Chính là câu C nhá. Ổn không? Đấy, như vậy cái bài 9.35 chúng ta đã trình bày rất là đầy đủ, rất là chi tiết đây. Rồi, chúng mình sẽ sang bài tiếp theo, 9.36. Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp, thu được kết quả như trong bảng thống kê 9.1. Đây, tức là bảng này các em. Câu A này, vẽ biểu đồ cột kép. Cột, yêu cầu cột kép nha các em. Biểu diễn bảng thống kê này. Đó, người ta yêu cầu mình là biểu đồ phải là biểu đồ cột kép. Được chưa? Vậy thì mình nhìn thấy nè, môn thể thao có 1 môn này, 2 môn, 3 môn, 4 môn, 5 môn. Vậy thì cột kép đây có 2 đối tượng, đó là đối tượng nam và đối tượng gì? Nữ. Vậy các em cùng quan sát đây nè, cái số mà lớn nhất ở đây là mấy? 7 thôi, đúng không? Như vậy thì mình sẽ vẽ biểu đồ cột kép. Cái cột
thứ nhất này. Đây, 9.36 nhé. Rồi câu A này, chúng ta vẽ biểu đồ này. Vậy thì chúng ta sẽ lấy là 10 này, 8, 6, 4, 2, 0. Đó, rất là nhỏ thôi đúng không? Đây, ta sẽ vẽ dài lên đây một chút. Như vậy thì ở trên này chúng ta sẽ gọi là cái gì đây? Đây sẽ gọi là gì các em? Số lượng đúng không? Số lượng đúng không? Môn thu được kết quả môn thể thao yêu thích. Đây chính là gì? Môn thể thao yêu thích này. Số lượng môn thể thao yêu thích nhá. Đúng không? Đó. Số lượng cái môn này, thể thao yêu thích. Đó, phải viết chữ hơi nhỏ kem. Đây là số lượng môn thể thao yêu thích nhá. Chúng ta sẽ có, đây là 10, 8, 6, 4, 2 và 0. Rồi, bây giờ mình sẽ chia ra đây có bao nhiêu môn. Bóng đá 1, cầu lông 2, bơi lội 3, bóng rổ 4, khác là 5. Như vậy chúng mình sẽ có tổng cộng đây là 5 môn. Đấy, vậy thì chúng mình sẽ chia ra làm sao ở đây cho nó đảm bảo là gì? 5 này. 5 môn nhá. Đây thì thầy sẽ chia cái số lượng. Như vậy thì nhớ nè, cột của chúng ta ở đây sẽ là gì? Cột kép. Nên là thầy sẽ chỉ đánh dấu ở gì? Giữa cái tâm mà chúng mình sẽ vẽ. Đây. Như vậy đây sẽ là gì? Một môn. Môn thứ nhất. Môn thứ hai. Môn thứ ba. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có môn thứ tư và môn thứ gì? Thứ năm. Đó, vậy thì ở đây sẽ là gì? Môn thể thao yêu thích này. Đây sẽ là môn thể thao yêu thích nhá. Môn thể thao yêu thích. Để cho các em. Đấy, thầy viết hơi nhỏ tí, các em nhìn nào. Môn thể thao yêu thích. Chúng mình sẽ có môn đầu tiên là gì? Bóng đá này. Cứ ngay tại cái này, tí nữa thì chúng ta sẽ vẽ môn bóng đá này. Được chưa? Môn thứ hai là cầu lông. Môn thứ ba là bơi lội. Môn thứ ba của chúng ta sẽ là bơi lội này. Bơi lội nhá. Môn thứ tư là bóng gì? Bóng rổ này. Bóng rổ. Và môn cuối cùng là khác. Đấy, như vậy nè. Trước hết mình sẽ vẽ nè. Nam. Đây mình sẽ ghi chú cho. Mình sẽ ghi chú cho cái biểu đồ của mình nè. Nam nè. Các em sẽ thể hiện bằng cái dấu sẹt nè. Tức là đây sẽ là gì? Các bạn nam. Nữ nè, mình sẽ để trống nè. Hiểu không? Đó. Như vậy thì đối với nữ ở đây, môn bóng đá sẽ là 3 và nam là mấy? Là 6. Đây, vậy chúng ta nhớ thể hiện cột kép nè. 3 là nữ. 3 là dành cho bạn gì? Bạn nữ nè. Được chưa? Rồi, đây chính là gì? 3 nhá. Rồi, nữ à, nam là mấy? 6. Các em hiểu cách vẽ chưa nào? Đấy, như vậy thì mình sẽ vẽ nam lên đây 6. Được chưa? Đấy, cứ thể hiện đúng số. Và nam ta đánh dấu gì? Dấu sẹt như này. Hiểu chưa? Đấy, rất đơn giản đúng không? Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có môn cầu lông. 5, 5. Nam 5 và nữ cũng gì? Cũng 5 này. 4 nào như vậy nằm giữa. Giữa 4 và 6 thì sẽ là gì? Là 5 nhá. Như vậy đây là nam này. À, nữ nè, 5 nè. Bên này là gì? Các bạn nam, 5. Đó, được chưa? Được chưa? Đấy, mình đánh dấu. Nhớ đánh dấu này là gì? Dành cho bạn nam. Tiếp theo môn bơi lội nè. Nữ là 7, nam 2. Bơi lội 7 thì nằm giữa mấy? Giữa 6 và 8 nè. Giữa 6 và 8 đây. 7 nhá. Nằm giữa 6 và 8. 7. Được chưa?
Đây chứ thầy, quên nữa, thầy không điền đây 6, đây là 5. 5, như vậy đây là gì? 7 nè. Thầy chưa là nữ đúng không? 2 sẽ là nam. Nam sẽ là 2 nè. Đó, đây sẽ là 2 là nam. Rồi, tiếp theo là môn bóng gì? Bóng rổ, 1 nữ, 3 nam. Nữ có 1 thôi nha các em. Đây 1 thì nằm giữa 0 và gì? 0 và 2. Đấy, vậy đây số 1. Đúng không? Nam thì mấy? Nam là 3. 3 thì nằm giữa mấy? 2 với 4 nè. Đó, các em chú ý nè. Đây là nam nè. Thấy chưa? Chúng ta kẻ cho nó đều nhá. Rồi, đây sẽ là 3. Rồi, khác nè. Nữ sẽ là 0. Đó, như vậy nữ 0 chúng ta không phải kẻ. Nam chỉ có mấy thôi? Nam chỉ có 2. Đây, nam có 2. Đấy, như vậy đây. Được chưa? Đấy, vậy thì môn thể thao khác đấy. Đấy, có thể là môn taekwondo đúng không? Vân vân. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Chính là câu A. Được chưa? Chúng ta vẽ được cái biểu đồ chưa nào? Vậy mình sẽ ghi tên biểu đồ này. Biểu đồ biểu diễn bảng thống, thống kê. Tên cái biểu đồ các em sẽ điền đây nè. Biểu đồ biểu diễn. Biểu diễn cái gì? Biểu diễn môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp, đúng không? Biểu diễn môn thể thao yêu thích. Yêu thích này, của các bạn trong lớp. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là bài 9.36 câu A nhé. Ổn không các em? Rồi, sang câu B. Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất? Vậy thì chúng ta chỉ việc dựa vào đây thôi, đúng không? Đúng không? Câu này thì quá dễ rồi. Các em nhìn nè, nữ yêu thích nhất nè, số mấy đây? 7 nè, bơi lội. Nam nè, à bóng đá đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời được câu B không? Quá được luôn đúng không? Chúng ta sẽ trả lời câu B nè. Môn gì? Môn bơi lội. Bơi lội đúng không? Sẽ được các bạn nữ yêu thích nhất, đúng không? Sẽ được các bạn nữ yêu thích nhất. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ trả lời môn gì? Môn bóng đá này thì lại được các bạn nam, được các bạn nam yêu thích nhất. Được chưa? Đấy, như vậy xong nhá. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài tiếp theo, 9.37. 9.37 nào. 9.37 nha. Minh bỏ 7 viên bi đen. 7 bi đen. 3 viên bi trắng. Có cùng kích thước vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì, rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen. À, 58 lần là bi đen. 100 lần lấy ra, vậy thì đây chính là N này. 58 lần bi đen này, đây chính là gì? K này các em. Đó. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được bi đen. Quá dễ rồi đúng không? Đúng không? Quá đơn giản. Vậy chúng ta sẽ trả lời xác suất thực nghiệm. Xác suất thực nghiệm. Như vậy hình như mấy cái bài kia chúng ta là xác suất là chúng ta dùng S không mà nhỉ?
Nè, xác suất nhé. Xác suất thực nghiệm. Chúng mình hay dùng hình như vậy là thầy viết là xác suất là thầy toàn dùng x không à? Sai chính tả đấy, đúng không? Rồi, vậy đến đây chúng ta sẽ có là xác suất thực nghiệm nè của cái sự kiện nè Minh lấy được bi đen nè, bi màu đen, đúng không, sẽ là đấy. Vậy thì k trên n, k là bao nhiêu? 58 trên n là bao nhiêu? 100. 58 trên 100 thì bằng 0,58, thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 58%, được chưa? Đấy, tức là 58, 0,58 kèm nhân 100 thì nó sẽ ra 58%. Đấy, thầy sẽ không cần nhân nữa nhé. Rồi, sang bài tiếp theo 9.38 nào. 9.38 nào. Trong hộp có 5 phần thưởng, gồm 2 chiếc bút 5 phần thưởng nè, 2 bút nè, 2 bút chì và 3 bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên 2 phần thưởng trong hộp, em hãy liệt kê các kết quả có thể. Vậy thì đây người ta chỉ yêu cầu mình là gì? Liệt kê cái kết quả mà gì? Có thể thôi. Vậy thì Quỳnh sẽ lấy được những cái trường hợp nào đây? Nè, các kết quả, tức là cái này sẽ là gì? Cái điều kiện mà có thể xảy ra đó. Các kết quả nè. Các kết quả có thể. Được chưa? Có thể nè. Mà Quỳnh sẽ gì? Sẽ nhận được nhá. Quỳnh lấy được, đúng không? Quỳnh sẽ lấy được nè. Như vậy đây chúng ta phải nhớ này, tổng nè. Tổng ở đây là gì? Có 5 phần thưởng thôi, gồm 2 bút chì và 3 bút gì? Bút bi. Nhưng mà ở đây Quỳnh là gì? Quỳnh chỉ được chọn bao nhiêu? 2 phần thưởng thôi. Tức là Quỳnh chỉ được lấy mấy? 2 lần thôi nè. 5 bút chì, 2 bút bi, nhưng mà Quỳnh chỉ được chọn 2 phần thưởng, tức là chỉ được chọn 2 trong gì? Trong 5 cái này nè. Đó. Vậy thì các kết quả đầu tiên này nè, có thể là gì? Quỳnh sẽ lấy nè. Sẽ lấy là 1. Lấy là 2 bút bi luôn nè. Trường hợp thứ nhất là Quỳnh sẽ lấy là 2 bút bi. Đúng không? Hoặc là gì? Quỳnh sẽ lấy là 2 bút chì luôn. Đúng không? Đó. Vậy đây trường hợp thứ hai có thể xảy ra, đúng không? Rồi. Vậy thì Quỳnh sẽ có thể là lấy là gì? 1 bút bi và mấy? 1 bút gì? 1 bút chì. Đúng không? Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là vậy thì gì? Vậy thì sẽ có mấy? 3 cái kết quả. 3 kết quả có thể gì? Xảy ra. 3 kết quả có thể xảy ra. Khi mà bạn gì? Khi bạn Quỳnh được chọn mấy? Được chọn 2 phần thưởng. Đúng không? Đấy. Để chọn 2 phần thưởng nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Chính là kết quả của cái bài 9.38 này. Được chưa các em? Và đến đây thì chúng ta cũng đã thực hiện xong phần bài tập cuối chương số 9 này. Các em đừng quên chia sẻ kênh cũng như video của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường nhá. Rồi.